Chào các bạn. Sáng nay thì mình có chấm bài. Sáng nay mình có chấm cái bài assessment 1 của bạn. Thì rất là nhiều bạn làm về travel, làm về du lịch đó. Tuy nhiên là cái chất lượng bài nó không đạt. Thì bây giờ mình có hướng dẫn các bạn làm một cái bài để xem nếu mà đủ thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được cái bài bài 1. Nhưng để làm được một cái bài thì trước tiên là chúng ta cũng phải cái việc đầu tiên ấy mà các bạn làm là phải đồ lại cái logo. Và đa phần mình cũng phải chia sẻ thật sự là đa phần là sao nhỉ, các bạn thì cứ muốn mình hướng dẫn bài nọ hướng dẫn bài kia, nhưng mà khi các bạn hướng dẫn cho các bạn ấy, thì rất là nhiều bạn không ứng dụng được. Có thể là các bạn bận việc nọ, có thể các bạn bận việc kia, thì chúng ta khi mà chúng ta đã làm thì cố gắng làm cho nó tới tới một tí, thì các thầy cô chấm điểm cho các bạn nó cũng bỏ cái công, với lại sau này các bạn đi làm nó cũng thế. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình vẽ lại cái logo lại nhá, chúng ta cần phải vẽ lại cái logo này đây, bởi vì đây là cái logo tạp chí. Trừ khi nhá, ở đây mình trừ khi là các bạn sao nhỉ, trừ khi các bạn tìm được cái phông chữ nào đó, thì thông thường thì những cái chữ như thế này này nó được làm sao nhỉ, thông thường những cái chữ này nó không phải là ấy đâu ạ, nó là vẽ lại đấy ạ, nó là vẽ lại, nó giống như kiểu logo ấy. Thì chúng ta vẽ lại nhé các bạn nhé, các bạn dành thời gian vẽ lại một chút. Bây giờ cụ thể là bây giờ chúng ta vẽ những cái chi tiết này, các bạn chỉ cần vẽ vài cái chi tiết thôi ạ, làm sao được ngay đấy, chúng ta nhấn P chúng ta vẽ thôi. Các bạn muốn làm về cái gì thì các bạn phải vẽ lại cái đấy, rồi trong quá trình vẽ nó là bị tô màu mất này, thì ta nhấn phím sược ta bỏ màu đi. Đó, thì chúng ta vẽ, bởi vì làm sao muốn đẹp hay không thì chúng ta nhìn vào cái logo đã, nhìn cái logo nó phải ấn tượng đã nhá. Còn chúng ta làm, chúng ta mà làm sao nhỉ, chúng ta làm ẩu thì cái kết quả, cái chất lượng của các bạn, cái điểm của các bạn nó cũng sẽ tương tự, có thể cô không thể chấm nó tốt hơn cho các bạn được. Đó, rồi cái này thì nhanh thôi mà. Chúng ta vẽ có thể nó không cần tuyệt đối lắm, tất nhiên là các bạn có thời gian các bạn làm tuyệt đối, còn đây mình đang làm sang hướng dẫn mẫu cho các bạn thì mình sẽ vẽ nó tương đối, tuy nhiên là cũng vẫn là đạt được các cái yêu cầu đó. Vì chỗ như này chúng ta ôn lại Illustrator đúng không, các thầy cô làm sao nhỉ hoàn toàn đồng ý cái việc các bạn vận dụng tất cả các phần mềm khác vào, chứ các bạn làm các cái bài như thế thì nó chưa được tốt lắm. Đó, thì bây giờ mình sẽ vẽ nhá. Rồi, bây giờ chờ các bạn chờ một chút, thì đấy mình vẽ sơ sơ sương sương như này này. Thì mình sẽ dừng cái ghi hình lại để cho cái đoạn ghi hình nó được ngắn và các bạn xem nó dễ. Rồi, ta bấm đây ta mình sẽ dừng. Rồi, vậy thì mình đã vẽ xong cái đây là cái logo nhá. Các bạn lưu ý này. Vậy là mình đã vẽ xong, tất nhiên là các bạn đây là mình vẽ hướng dẫn các bạn thì mình vẽ nó cũng chưa gọi là tuyệt đối. Thì khi các bạn vẽ thì các bạn vẽ cố gắng là tuyệt đối vào. Rồi bây giờ mình thêm mấy cái chữ này chẳng hạn. Nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp. Có thể đây là cái slogan của cái hãng này nhá. Thôi mình cứ để đây mình. Các bạn hoàn toàn có quyền chỉnh sửa mà. Đúng không ạ? Mình sẽ ghi ấn phẩm của Viettravel à, cái này là của thằng Viettravel này, số này nó có số này, số 49 này, mình cho số 50 đi đó. Rồi. Vậy thì các bạn đưa cái thông tin này vào đúng không ạ? Đó. Và sau khi mà các bạn xong này, bây giờ chúng ta sang ngôn gì vậy? Mình sẽ convert nó lại nhá, Ctrl Shift O này. Xong rồi nhá, bây giờ mình xong rồi đấy. Bây giờ mình lưu lại cái file gọi là file logo đi. Rồi ạ. Các bạn lưu lại cái file logo, bây giờ mình sẽ sao nhỉ? Bỏ cái phần lock rồi đây. Unlock đi đúng không ạ? Bỏ đi. Vậy bây giờ mình để cái này thành màu đỏ đúng như cái bên kia đúng không? Đúng như cái vừa giờ của nó. Rồi ạ.
Đó. Vậy thì chúng ta có cái logo như này. Có thể cái logo mình vẽ chưa chuẩn đâu nhá. Vậy thì sau khi mình vẽ xong cái logo này, mình vẽ xong cái logo này chẳng hạn thì mình nhấn Shift O mình cho nó gọn gọn vào một chút. Để... Rồi. Lưu lại một lần nữa. Bây giờ các bạn có thể tắt gì nhỉ? Tắt đi cho nó nhẹ máy đi. Đúng không ạ? Và chúng ta cần bật cái gì InDesign lên ạ? InDesign lên. Thì các bạn bật InDesign lên. Bây giờ các bạn chờ một chút. Thì cái phần mềm InDesign nó nhẹ hơn rất nhiều so với lại là Illustrator và Photoshop. Bởi vì cái phần mềm InDesign ấy nó lưu tại trên, nó không lưu ảnh đấy, các bạn nhìn thấy mình tắt thì cái nó nhẹ hẳn đi. Nó không xử lý hiệu ứng nhiều, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta có cái file như này, đó. Khi mà các bạn làm nhá, chúng ta bật file này, bây giờ các bạn để ý mình làm ngay từ đầu như nào này nhá. Bởi vì hôm nay mình kiểm tra rất là nhiều bài nó không đạt được cái chất lượng đâu. Đầu tiên chúng ta khởi tạo này, đúng không các bạn? Chúng ta khởi tạo. Đó. Thì chúng ta khởi tạo thì chúng ta bấm vào Create New thôi ạ, đúng không ạ? Bấm Create New. Thì nó sẽ sổ ra cái bảng này thì chúng ta này, mình sẽ để khổ A4 nhá. Bây giờ mình sẽ lưu là các bạn lưu tên đúng theo quy định nhá. Ví dụ như là ASM1 chẳng hạn. Lớp bao nhiêu là GD 17315 à? Mình không nhớ lắm. Sau đó thì các bạn bấm vào phần print này và các bạn đặt khổ A4 này. Chuyển đơn vị tính về mm nhé. Cái này các bạn phải lưu ý này. Chuyển đơn vị tính về mm và khổ A4 này. Khổ dọc này. Spacing page nhỉ, trang đôi nhé. Trang đôi này. Và các bạn để luôn là 28 trang. Đó. Ở đây cái phần cột thì chúng ta tạm thời cứ để như thế. Và cái phần margin thì thiết lập mặc định nhé. Mặc định. Rồi mặc định lên như thế. Vậy hôm nay có rất là nhiều bạn mà sao nhỉ không tạo margin, đúng không? Vậy ta khởi tạo này, các bạn xem nó có 28 trang luôn. Thì chúng ta bởi vì bài yêu cầu 28 trang. Rồi ạ. Vậy thì trang đầu tiên sẽ là trang bìa. Trang đầu tiên là trang bìa thì trước khi làm chúng ta cần phải làm sao nhỉ? Bây giờ mình sẽ import cái file đó vào, import cái file AI vào nhá. File này. Chúng ta kiểm tra xem là có import file AI không hay là phải mở file. Bây giờ mình lấy ở ngoài desktop này. Rồi, thử xem là đổi màu khác nó có được không nào. Đổi màu khác không được, hiện tại nó đang lưu thành file ảnh. Đó. Vậy thì nó lưu là file ảnh thì chúng ta lại không dùng được rồi. Lần này ta chịu khó lại bật lại cái file AI của các bạn lên. Cho nó nhẹ máy một chút nào, bây giờ mình sẽ bật cái file AI lên nhá. Đó. Thì vừa giờ mình import cái logo vào. Tuy nhiên là khi mà vào tới InDesign nó thành dạng ảnh. Vậy thì nếu mà là dạng ảnh thì chúng ta sẽ không dùng được rồi đúng không ạ? Vậy thì các bạn làm sao nhỉ? Bật file AI lên ạ. Và bấm vào nó Ctrl C. Ta vào InDesign làm sao nhỉ? Mình lại Ctrl V ạ. Chờ một chút ạ. Rồi bật InDesign lên. Đó. Rồi ta Ctrl V ở đây. Vậy thì bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ đổ màu được. Bây giờ mình lại tắt Illustrator cho nó nhẹ máy. Bởi vì máy mình đang ghi hình cho nên nó sẽ nặng. Vậy thì chúng ta có cái logo này. Bây giờ mình sẽ tạo ra hai bản nhá. Mình sẽ tạo ra hai bản, một cái bản này mình sẽ giữ lại, một cái bản mình sẽ dùng để làm kích phải ở màn hình. Ta bỏ mấy cái chữ nhỏ nhỏ đi này. Rồi ạ. Và cho cái này làm sao nhỉ? Mình sẽ làm sao nhỉ? Cho nó thành màu đen trắng ạ. Bấm vào cái phần color này. Ta bấm vào phần CMYK và ta để nó màu đen trắng. Trong trường hợp này ta để khoảng tầm 30% đây ạ, Enter. Rồi. Vậy thì mình căn cho C nhá. Mình vào cái phần page F12 này. Ta vào phần page F12, ta kích đúp và ta thiết lập master cho nó. Bắt buộc nhá, bắt buộc phải thiết lập master. Rồi ạ. Và ta paste ở trong cái trang master này. Thu nhỏ nó lại này. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình làm nha. Mình zoom to này này. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo số trang. Ta nhấn phím T trên bàn phím, ta kéo một điểm như này. Và ta vào phần gì layout ạ. À, phần typo ta chọn gì nhỉ?
Insert ta chọn make phím tắt Alt Ctrl Shift N. Rồi chúng ta có cái phần logo này. Cái phần này số trang và ta để 10 thôi ạ. Gõ vào đây 10. Rồi ạ. Và ta chọn cái phông nào đó tùy. Ví dụ mình chọn phông Hồ Tham Vũ chẳng hạn. Rồi ạ. Vậy thì mình để nó là chữ thường thôi ạ. Rồi, và chúng ta có cái chữ này. Tiếp theo mình sẽ làm sao nhỉ? Đưa cái phần này vào đấy ạ. Rồi, khá là tinh đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ạ. Đó. Nó chỉ một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà các bạn in ra các bạn sẽ thấy là nó sao nhỉ? Rất là tuyệt vời. Đó. Vậy thì cả cái cụm này nhá. Bây giờ tất nhiên là cái chữ này mình cũng thôi cứ kệ nó cũng được. Thôi mình cứ cho nó mờ đi một chút cho nó chữ đen trắng á. Chữ rồi 30% là đẹp rồi. Và sau đó mình cũng sao? Bê cả cái cụm này sang bên này ALT. ALT là Nhật Bản nhá. Kéo sang rồi. Rồi ta kéo sang như thế này. Bây giờ mình zoom to lên. Vậy thì bây giờ mình đẩy cái thằng này lại và đẩy cái thằng này ra. Trong trường hợp này ta cần sao nhỉ? Cân lề kích phải và nó ta cân lề ra. À, kích đúp của nó ta cân lề phải. Rồi vậy chúng ta khởi tạo xong cái phần này. Bây giờ mình lại bật cái bếp 12 ra, mình kích đúp ra ngoài. Rồi chúng ta có cái phần măng xét, gọi là cái phần măng xét rất đẹp. Tương tự như thế, chúng ta đưa cái ảnh này vào. Đây là cái trang bìa. Khi các bạn đưa vào thì nó đã đẹp rồi. Đó. Và chúng ta lưu ý này, một số bạn đang làm nó lòi ra ngoài ấy, đó là sao các bạn không thiết lập cái margin cho nên các bạn không ước lượng, không hình dung được. Sau khi mình làm xong này, mình làm luôn trong bìa nhé, trong bìa mình nhấn phím F đúng không ạ? F tạo cái frame đó. Chúng ta nhấn phím F ta tạo cái frame F này. Đó. Ở đây có một cái số trang một này nó đang có số trang nhé, trang một đang có số trang này. Ta sao nhỉ? Kích phải và nó ta chọn Apply to page, trang 1 ta sẽ để chế độ none là không có số trang. Rồi vậy thì sao nhỉ? Mình Ctrl D. Mình tìm được một số cái ảnh nãy mình đã tìm được một số cái ảnh, bây giờ chúng ta tìm cái ảnh nào nó đẹp 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 nhá. Ví dụ như mình lấy cái nào nó sắc màu một tí nhỉ. Cái nào nó sắc màu giờ. Đây. Lấy cái này. Rồi ạ. Phím tắt của nó là bây giờ mình sẽ để là gì nhỉ? Alt Ctrl C là full màn hình. Rồi. Vậy thì chúng ta có cái sao nhỉ? Con sông này. Và bây giờ các bạn thiết lập làm sao cho nó đẹp một tí nhá. Một là chúng ta có thể làm như này. Đó. Rồi, lấy con sông hình cong cong một tí cho nó xinh. Cái con thuyền này ta kích phải ta điều chỉnh rồi, lấy này. Vậy chúng ta cùng view thử này, ta kích phải màn hình ta chọn display ta view thử xem nó như nào nhá. Đó. Nét căng ngay thì đẹp như Sony. Nhưng mà để như thế này máy của các bạn sẽ bị nặng. Cho nên ta lại để chế độ gì? Display này thôi, chế độ giữa thôi. Và ta cho nó xuống dưới. Rồi. Vậy thì bây giờ các bạn đưa cái logo này vào thì chả xinh quá đúng không ạ? Chỉ đưa vào thôi ạ, thấy nó đẹp rồi. Chúng ta có thể đổ màu cho nó này. Màu trắng. Đó. Và cái cụm chữ này các bạn có thể đổi nó màu đen cho nó đẹp. Đúng không ạ? Cái hình này bây giờ chúng ta di chuyển nó khó nhá. Ta chọn cái hình này ta vào Object đúng không ạ? Ta lock nó lại, Ctrl L lại và mình cả cụm này. Kích đúp vào nó này. Cả cái cụm này ta đổi cho nó thành màu đen. Cái này chúng ta đang không chúng ta phải buộc phải ăn group ra thôi. Nó ăn group ra. Và ta chọn nó đổi nó thành màu đen, Ctrl G lại là một, bật CMYK lên màu đen ạ. Rồi cái cụm này ta cũng group lại là một, thế vậy là các bạn làm sao nhỉ, đã có được một cái gì, đã có được một cái tiêu đề khá là hay. Còn nếu mà các bạn làm hay hơn nữa, muốn làm hay hơn nữa ấy, các bạn mà muốn làm hay hơn nữa thì có thể làm sao nhỉ, đẩy cái thằng này xuống núi này, này. Đó cho nó lấp ló. Nhưng mà nếu đẩy nó xuống ấy, ví dụ đẩy nó xuống như này này, thì ở trên này các bạn bắt buộc phải có cái gì đó, chẳng lẽ đẩy cái này lên đúng không ạ?
Đó, hoặc là các bạn có thể đẩy cái thằng này lên trên cũng được. Đó, thì căn chỉnh ra. Thì tất nhiên là nó không đẹp. Thì mình nghĩ là để như vừa giờ. Hoặc là nhá. Còn nếu mà các bạn muốn làm sao điều chỉnh nó nghệ nghệ một chút chẳng hạn. Đúng không ạ? Điều chỉnh nó nghệ một chút. Thì chúng ta có thể cho cái dãy núi cao lên một tí nữa. Nhưng mình nghĩ như thế này là một cái bố cục đẹp rồi, cho nên là các bạn sẽ không cần phải thiết lập cái đấy. Đó. Vậy thì bên dưới này chúng ta các bạn có thể điền cái nội dung gì vào trong trường hợp này ta xem này. Ở đây mình đã có một số cái bài sẵn này. Ví dụ như là mình sẽ nói về, mình đã mở cái bài trang du lịch đấy nhá, mình nói về Việt Nam đi. Mình nói về Việt Nam, bây giờ mình tìm cái bài nào đó ở Việt Nam xem nó có cái Ninh Bình không, bởi vì cái hình bây giờ mình đang nói về Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bình Thuận, Thanh Hóa, Sơn La. Rồi chúng ta đang thôi cứ lấy đây rồi. Có một cái về Ninh Bình. Dắt nhau ghé qua những ngôi chùa thiêng ở Ninh Bình. Thôi cái câu này nó không ổn đúng không? Chúng ta phải tìm cái bài khác. Thôi nhưng đây cũng là một cái bài này, lát nữa mình sẽ lưu lại cái file đấy. Bây giờ mình sẽ tìm tìm cái câu nào về Ninh Bình một chút nhá. Đó, chúng ta làm chúng ta phải tìm nội dung chứ không phải là tự nhiên nó có đâu các bạn ạ. Bây giờ mình giật Ninh Bình này. Tràng An này. Rồi, một cái, hai cái này. Đây rồi. Ngẩn ngơ. Đấy, cái câu này rất là hay này. Ngẩn ngơ bức tranh rực rỡ mùa sen ở Ninh Bình. Tất nhiên là chúng ta không có chúng ta không có cái sen. Đây rồi, lấy cái câu này có lẽ là nó khá là thú vị. Vãn cảnh núi non đúng không ạ? Vãn cảnh núi non, bây giờ mình tắt cái quảng cáo này đi quá. Vãn cảnh núi non Ninh Bình. Đó, ngắm nhìn bức tranh sơn thủy hữu tình Can Chu Xê. Bấm vào đây ạ. Ta nhấn chữ T, ta kéo vào điểm này. Rồi ạ. Ta chọn làm sao nhỉ? Tiếp tục vãn cảnh non nước Ninh Bình. Can Chu Xê, bấm vào đây ạ. Lại nhấn nữa. Can Chu Xê. Vậy thì bây giờ chúng ta cần cái chữ này này. Non nước Ninh Bình. Đó, nhấn phím T đây. Có lẽ mình chắc đủ thời gian làm một bài thôi chứ còn UTM. Ta tìm cái phông nào đó hoặc là chúng ta các bạn đào sẵn ra một số cái hay, ví dụ như là mình đó, mình để này. Đào sẵn một số cái phông chữ nhá. Đây chẳng hạn. Rồi, chúng ta cho nó to ra một tí. Coi như đây là cả một cái bài chính đi. Đó. Thế đúng không? Xong là mình điều chỉnh lại kích đúp của nó này. Mình đã điều chỉnh lại. Đó. Và di chuyển lại cái bố cục này chút. Đấy. Làm thế nào thì ở các bạn nhé. Rồi ta để lên này. Đó. Ví dụ thế. Rồi bây giờ chúng ta có cái cụm chữ này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cần cái chữ vãn cảnh. Nãy về có chữ núi non nó cùng một nghĩa. Thôi non nước Ninh Bình cũng được. Vãn cảnh non nước Ninh Bình bỏ qua chữ núi thì non nước Ninh Bình nó cũng là một nghĩa nhá. Can chuẩn X này. Người ta nhấn phím này. Và mình chọn phông chữ MTD vãn cảnh này. Rồi. Chúng ta lại convert cái chữ này lại kéo này. Đó, các bạn thấy đấy ạ. Can chuẩn X. Ta lại kéo lại này. Rồi, ta chọn phông chữ gì đó MTD mà mình vừa mới chọn đó. Đó. Bây giờ mình cũng để nó to một chút. Ngắm nhìn bức tranh
Không biết có cùng mình phụ chữ vãn không nhỉ? Đúng rồi, cùng chữ vãn, cùng chữ V. Đó. Ngắm nhìn bức tranh sơn thủy hữu tình. Thôi cái chỗ này chắc là chúng ta chọn các phông chữ nó như vừa giờ. OTM kéo nó xuống. Để làm một cái bài nó lâu lắm chứ không phải là các bạn làm một cái được ngay đâu, cho nên là chúng ta làm các bạn làm cho nó xong, thế thì dẫn tới cái việc và kết quả nó không được ưng lắm. Đó, chúng ta để này nhỏ. Cả cái cụm này Ctrl G lại. Rồi. Đó. Thì sau khi mình có gì bật ra chữ phông trắng hoặc gì đó với cả cái cụm này nhá. Bây giờ mình sang nhỉ, nhấn nhá một chút này. Vẽ một cái hình như này. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn để như gam màu như thế. Vẫn để gam màu xanh nhá. Gam màu xanh bây giờ mình sẽ để sang nhỉ. Bây giờ mình sẽ nhấn y ngắn nó lên đo cái màu này. Đó. Bây giờ mình để cái gam màu xanh. Rồi. Và mình cũng sẽ gì nào? Điều chỉnh lại cho nó một chút. Ở đây thì cái phần object của chúng ta nó có một số cái tùy chọn này. Mình bấm vào đây ạ. Mình kéo cái thằng này lên. Đó. Rồi. Có thể làm sao giảm opacity nó xuống một tí, đúng không ạ? Chúng ta có thể giảm opacity nó xuống một tí. Đây ta chọn này ta giảm nó xuống một tí này. Đấy. Vậy thì bây giờ đưa cả cái cụm bên dưới này lên, đúng không ạ? Ctrl Shift hoặc vuông. Rồi. Đấy, chúng ta có cái phần này rồi, vãn cảnh kích đúp một chút cho to hơn tí nữa. Đấy. Rồi. Ngắm nhìn nó nước bình bình. Bây giờ chúng ta xem cái phông chữ này mình đang để bao nhiêu nhỉ? Phông chữ này 30 ta để nó ha, 20 xem nào. Rồi, 20 này. Đó. Vậy là được rồi. Rồi, cái chữ chúng ta chỉ cần thế thôi. Vậy là chúng ta xong cái phần bìa. Tuy nhiên cái phần bìa nó có một số cái phần bắt buộc. Phần bìa nó có một số cái bắt buộc đó là gì nhỉ? Cái quy cái mã vạch đó. Thì chúng ta lại vào đây ạ. Chúng ta vào cái trang mã vạch đây. Bây giờ ví dụ mình lấy 0987521466 ví dụ số điện thoại mình ạ. Rồi mình để file png đúng không? Rồi mình kích phải vào, mình lưu ảnh. Bây giờ mình lưu ra ngoài desktop này. Đó, mã vạch. Đó, kéo nó vào xem nó vào không nào. Nó báo là lưu không thành công gì vậy? Tiếp tục. Rồi, chắc là được rồi đấy. Kéo nó vào. Nó đâu mất rồi nhỉ? Làm lại nha, Ctrl D này. Lấy cái hình mã vạch. Đâu rồi? Đấy. Rồi, chúng ta có cái mã vạch như này. Cái mã vạch này thì các bạn có thể để ngang để dọc thì tùy nhá. Các bạn hoàn toàn có thể làm sao xoay ngang đi này. Đó, xoay đi này, tùy các bạn. Rồi chúng ta để cái cụm này ra đây chẳng hạn. Đấy, khá là xinh. Thì coi như đây là một cái bức tranh lớn này các bạn. Đấy. Còn nếu không các bạn không thích tầm đấy thì các bạn có thể đẩy nó lên tầm này. Đẩy lên tầm này thì các bạn phải điều chỉnh lại cái phông chữ này. Bây giờ cái này mình cũng cần cho to một tí này. Zoom nhỏ lại nha. Có lẽ để như thế cũng được. Đấy. Rồi chúng ta để như này. Vãn cảnh. Bây giờ mình view thử xem nào. Nó có sắc nét không nào. Đó. Thế được rồi đấy ạ. Bây giờ mình Ctrl C O mình để chỉnh cái này một chút. Rồi. Để mà điều chỉnh được cỡ chữ, cái cách tạo chữ hình như kiểu Illustrator ấy, thì các bạn bắt buộc phải nhá. Bắt buộc chúng ta phải làm sao nhỉ? Đó, để này đi.
con vớt chữ thì mới làm được. Giờ vậy thì cứ cho là chúng ta xong cái phần bìa đi. Đó, bìa chúng ta chỉ làm thế thôi. Bìa chúng ta cùng so sánh này. Bây giờ các bạn nhìn cái bìa của người ta này. Đấy, đúng không ạ? Bìa người ta làm thì nó cũng có một vài cái chữ thôi, tương tự cái bìa này thế đó, mỗi một vài cái chữ thôi. Thì các bạn cũng có thể làm sao nhỉ, không bắt buộc các bạn phải làm quá nhiều chữ. Rồi thì chúng ta xong cái phần bìa, tiếp theo sang cái phần mục lục. Đây, mục lục thì hôm trước mình đã giới thiệu các bạn rồi đúng không ạ? Mục lục thì mình giới thiệu các bạn rồi, cho nên là mình sẽ lấy ngay cái phần bài của cái phần mục lục hôm trước vào. Để lấy cái phần bài đấy nào, đầu tiên ta cũng phải làm sao nhỉ, xuất cái file đã, file này export rồi đã, JPG đúng không ạ, trang bìa rồi ạ, trang bìa trong rồi, mình chọn selection rồi ạ. Thế bây giờ thì để cho nó nhanh, mình sẽ lấy cái trang bìa mẫu hôm trước ra, cái trang trang mục lục hôm trước ra, sau đó chúng ta triển khai trang trong. Đây mình mở cái file file open đây. Hôm trước mình đã làm nó không nhớ là đâu đó. In trang. Mình không nhớ mình để nó ở đâu. Hình như là trong cái phần này, bài điểm, bài tập không có ở đấy. Đây, khả năng cao ở đây. Đây rồi, thì ví dụ mình thế ưng cái template này rồi, mình căn cho C, mình paste nó sang đây. Bây giờ mình paste sang đây nhá, và mình thay nó bằng cái du lịch nhá. Rồi mình thay bằng du lịch cho nó xuống dưới, thay tất cả ảnh bằng du lịch đúng không ạ, kể cả ảnh này. Đó, bây giờ mình bỏ cái này đi, rồi ạ. Để nó bằng cái hình này đi. Vậy thì chúng ta thay. Tất nhiên là đây là mình đang làm nhé. Các bạn làm thì các bạn có thể đầu cái bìa lúc nãy mình vừa tạo rồi nhỉ. Mình xuất ra đâu đâu rồi biết. Để mình xuất lại xem nó chạy đến đâu mất rồi. Chọn nó này, file export này. À, rồi chúng ta xuất nó đã không hiển thị ra bởi vì chúng ta đang khóa cái object kia lại. Rồi bật lên rồi. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta xuất file mà nó không hiển thị hết ảnh là do các bạn đang sao khóa cái file đó lại. Cho nên các bạn cũng vẫn sẽ phải mở bìa ra như bình thường. Rồi ạ, chúng ta mở bìa ra rồi. Đó. Chờ một chút, nó hơi lâu. Mình chắc là mình sẽ làm nhanh một hai trang thôi. Làm nhanh một hai trang. Rồi. Thì cái này bây giờ mình chọn nó là mình cắt chân D, mình thay hình này. Thay hình này. Đây, bây giờ đẹp tuyệt vời rồi. Đó. Bây giờ ví dụ cái hình này, nội dung mình thay nên mình nội dung mình không quan tâm nhá. Bây giờ mình có đây, ví dụ cái này chúng ta thay vào đó. Cái này tương tự. Ta chọn nó và ta thay cái hình khác. Thì lúc nãy một số cái hình mình đã sợt được rồi, đúng không ạ? Đây. Một số bạn hôm nay học theo cái cách của mình ấy thì lưu ý là khi mà các bạn dàn trang, trong trường hợp mà cái nội dung của các bạn mà nó ít quá thì các bạn phải cho ảnh nhiều vào. Chứ cái nội dung nó ít mà chúng ta vẫn cứ để cái ảnh nó ít, cái ảnh nó bé thì nó không đẹp đâu. Cho nên là các bạn sẽ phải chọn hình, nhìn vào mà chọn đúng không ạ? Cái đấy là nói về Huế cũng được.
Để lại cái này. Cái này ta làm sao nhỉ? Thay bằng cái bức tranh này. Alt Ctrl Shift C. Rồi. Vậy thì chúng ta có cái này. Bây giờ mình cứ coi như này đi nhá. Trong viền này của mình đang gam. Thôi cứ cho là nó gắn. Thôi cứ về thiên nhiên thì thế nào cũng được đúng không ạ? Zoom to một tí đi. Alt Ctrl Shift C. Rồi. Vậy thì mình đang trong bìa mình để như thế. Nếu mà mình tinh hơn tí nữa này, vẽ này nhá, các bạn hoàn toàn có thể làm sao nhỉ, làm kiểu này đó. Bây giờ mình sao trong mục lục đó để nó xuống này, các bạn nhìn thấy nó sang hơn chưa, sang rất là nhiều đúng không, trông nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Chúng ta bỏ cái phần viền đen đi nhá. Đó, bây giờ nó tương phản chưa, nhìn nó sang hơn rất là nhiều. Rồi thì chúng ta làm thế. Bây giờ trang trong này, trang trong có một số cái phần lưu ý này. Cái cách làm của mình nó sẽ như này. Bây giờ mình lưu lại cái file ở ngoài desktop đã nhá, lưu ngoài file desktop. Rồi bây giờ tạm thời mình lưu này. Vậy thì bây giờ có một cái cách làm chúng ta kết hợp khá là hay, đó là kết hợp giữa Illustrator và Photoshop và thiết kế. Vậy thì trong cái phần này mình đã có một số các template sẵn. Ví dụ đây các bạn nhìn này, mình lấy cái thằng này ra đúng không ạ, mình lấy cái thằng này ra chẳng hạn. Bây giờ nói về du lịch, mà du lịch thì du lịch đâu chả được, có phải cỡ Việt Nam đâu nhá. Mình lấy du lịch ra này, thì các bạn chờ một chút, mình lại loát nó khá là lâu rồi ạ. Thì chúng ta có cái này. Bây giờ du lịch thì mình trang mở màn, mình nói về thằng Nhật Bản đi, bởi vì mình đang là một số cái ảnh đẹp. Nhưng khi mà làm được thì chúng ta ra nhỉ, chọn lấy cái brush khá là hay như này này. Đấy. Chúng ta ăn group nó ra tiếp. Rồi cái này. Can ta nhấn phím O ta lật này. Đó. Rồi ạ. Ctrl C và InDesign. Ta vào InDesign đúng không ạ? Bật cái InDesign lên. Thì InDesign này nó nặng nặng máy này đấy. Rồi. Ta paste vào đây. Ctrl V. Vậy thì nó có cái hình này, bây giờ mình phóng to này. Ta phóng to này. Các bạn thấy khi mình phóng to này, nó được cái hình này. Vậy thì bây giờ cái hình này có nhã không ạ? Rất là nhã nhặn. Đó, ta để cái này đi, tỏ tướng này đi. Ctrl D. Bây giờ mình Ctrl D mình chọn lấy cái đường dẫn rồi mình vừa giờ mình đào về đó. Vừa giờ mình lao về mình lấy được một số cái, ví dụ mình lấy cái ảnh này đi. Nói về thằng Nhật Bản đi. Sơn thủy hữu tình quá đẹp luôn. Các bạn đưa vào. Rồi. Chúng ta có cái hình này và mình nhấn gì nhỉ? Alt Ctrl Shift C. Đẹp chưa? Đó. Thì bây giờ các bạn đã có một cái hình này nhá. Nói thật với các bạn là quá tuyệt vời luôn. Chúng ta nhấn chữ xin gì nhỉ? Nhấn chữ gì? Du lịch Japan. Nhấn du lịch. Đó. Và chọn cái phông chữ gì nó to to chị. MTD đẹp đẹp một tí chẳng hạn. Đó, ví dụ mình để chữ này đi. Ctrl Shift 0 mình convert luôn. Những cái chữ nào mình được mình, đấy mình điều chỉnh này nó mới đẹp này. Rồi. Thế thì mình thêm chữ gì Nhật Bản ạ? Bằng tiếng. Rồi. Ctrl A vào nó lên, đúng không ạ? Chọn cái phông nào đó, ví dụ như phông cái phông này thì thoải mái đi. UTM đây chẳng hạn. Đây. Rồi ta cũng lại Ctrl C cái chữ này. Đó. Thì các bạn thấy đó, chúng ta sẽ được nguyên cái chữ này. Nhìn vào người ta đã thích rồi. Chúng ta nhìn vào người ta đã thích rồi, chúng ta zoom to chỗ này lên nhá. Vậy thì cái gam màu của thằng này đang là sao nhỉ, gam màu mùa thu rất là đẹp. Thì chúng ta chọn nhấn y ngắn vào đây, chúng ta lấy cái màu này vào đây đúng không ạ, chúng ta nhấn vào đây y ngắn. Rồi cái này chúng ta làm sao nhỉ, để như thế này đi đúng không, hoặc là như này hoặc như này tùy các bạn, hoặc là các bạn có thể để nó vừa vừa và xoay nghiêng một tí đó. Rồi, vậy thì thằng Nhật Bản này cho to chứ. Typo mà. Đó.
và chọn cái phông chữ khác xanh chẳng hạn. Rồi cái chữ du lịch thì mình chưa ưng lắm bởi vì nó đang hơi giống chữ đu, thì tùy các bạn nha, các bạn tìm cái phông chữ nào nó xinh xinh hơn tí nữa. Đó, bây giờ các bạn cho nội dung vào đúng không ạ, tìm cái hình ảnh cô gái kia. Bây giờ mình hãy tắt cái chuyện này đi, bây giờ mình tìm cái ông đâu mất cái trang vừa rồi, rồi du lịch nhỉ. Đó, cái trang du lịch. Rồi chúng ta bây giờ mình tìm xem là nó có cái gì liên quan đến Nhật Bản một tí nữa. Nó nói về Việt Nam thì chắc là không có đâu. Thôi bây giờ mình cứ lấy tạm nội dung nhé. Đây là cái gì mang đậm kiến trúc Nhật Bản này, mình sẽ lấy tạm nội dung nhá. Đấy, mình sẽ lấy tạm nội dung như này, Ctrl C, bấm vào đây ạ. Ta sẽ nhìn nhỉ? Nhấn phím T, ta paste ta vào đây. Đó. Rồi chúng ta và chỗ này chẳng hạn, mình sẽ chọn cái phông My Pro hoặc cái gì đó. Thôi cứ để phông My Pro đi. Tương tự như thế, mình tắt cái này đi cho nó nhẹ máy nhá. Máy mình đang đang kêu lắm rồi. Đây mình lấy cái đoạn nội dung là Ctrl C này. Bấm vào đây mình Ctrl V này. Enter lên cụm nữa. Đó. Rồi. Chỗ này ta nếu thấy ta có thể bold nó lên đúng không ạ? Đó. Và chọn cả cụm này, chúng ta căn chỉnh làm sao nhỉ? Full hai lề. My Pro. Đây. Ta chọn cái phông nào đó nó phù hợp nhá. Rồi ạ. Và mình căn chỉnh thôi. Đôi khi nó chỉ cần thế này thôi, đúng không? Sau một vài các cái nét chấm phá nữa thì nó sẽ tạo nên cái bài khá là hay. Hoặc là chúng ta có thể chọn chữ Nhật Bản này, Ctrl D này. Chúng ta tìm cái ảnh nào. Đấy, cái này. Rồi, đó. Bây giờ chúng ta view thử nhá, bấm view print. Nặng máy đấy. Đúng không ạ? Display ta chọn cái chế độ này đi. View thử này. Đó các bạn nhìn thấy không? Nét căng luôn. Đúng không ạ? Đấy. Bỏ này đi và ta lại chọn lại chế độ này. Cho nó nhẹ máy. Rồi, vậy chúng ta có một cái bài đầu tiên. Sang cái bài thứ hai vẫn tiếp tục về du lịch Nhật Bản nhá. Thì chúng ta có thêm nhớ là trong các bạn sẽ ghi vào đây một cái chữ nhỏ nhỏ này. Xem tiếp trang sau. Rồi. Ta chọn cái phông chữ thường nhỉ ạ. Đó. Đó. Thì chúng ta làm nó phải như thế. Rồi sau khi chúng ta xong này. Và bây giờ chúng ta làm sao nhỉ? Tìm cái ảnh cô gái này đâu rồi? Cái ảnh cô gái của chúng ta. Đây chẳng hạn. Bây giờ có một cái hình ảnh cô gái rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ, nếu như các bạn mới thì các bạn có thể vào Photoshop tách nền cô gái này. Bây giờ mình sẽ lấy insert ảnh cô gái này vào. Đầu tiên ta tạo cái frame đã, vẽ cái frame to như này đi. Rồi ạ.
căn chun D, đưa cái ảnh cô gái này vào. Mà tốt nhất là tách nền cô gái này ra đã. Tách nền cô gái này ra. Thì trong trường hợp này chúng ta cần phải làm sao nhỉ? Vào Photoshop tách nền đấy ạ. Chẳng có cách nào cả. Ở đây chúng ta cũng có thể tách nền nhưng mà nó không đẹp. Chúng ta chọn Photoshop ạ. Thì trước khi chọn Photoshop thì sao ta trình bày cái phần bên này đã. Rồi máy bắt đầu treo rồi. Mình sẽ làm một nửa trang bên này là ảnh. Đó. Căn chuột D vào đây. Và mình sẽ chọn một cái ảnh nào đó xinh xinh nhỉ ạ. À, đây. Đó. Kích thước của nó. Ta điều chỉnh, ta lấy một nửa đó, nửa chua lên đấy. Ăn cái dấu ship C. Và lấy thêm một tí của thằng Phú Sĩ đi. Đó, các bạn thấy mình sẽ lấy mỗi thứ một nửa này. Rồi. Vậy thì chúng ta có thể làm sao nhỉ? Tách nền thằng cô gái ra đã, xem máy bật được lên chưa. Rồi. Mình sẽ vào Select Subject và mình tách nền cô gái này ra. Mặc dù rất đẹp nhưng mà cái mình cần ở đây này là cái ảnh cô gái này. Đó. Căn chung gì lên nhá. Rồi ạ. Và ta xóa xóa này đi. Crop lại cái khuôn hình này lại. Enter. Lưu nó lại cái file này. Cô gái. Chúng ta lưu một file PNG. Rồi. Bây giờ mình lại tắt cái Photoshop đi cho nó nhẹ mấy cái đã. Mình cứ để thế nhỡ một cái dùng. Vậy thì đầu tiên chúng ta lại vẽ một cái hình. Nhấn phím F, chúng ta vẽ một cái hình như này. Đó. Ctrl D vào đấy. Cô gái lên đây. Và Alt Ctrl Shift C. Rồi ạ. Chỗ này ta vẽ nó hơi lem nhem nhá. Vậy thì chúng ta có cái nội dung. Hoặc là chúng ta mình có thể đẩy sang cô gái sang bên này. Đó. Không được. Để sang đây. Cái này bỏ sang sau đi. Tạm thời cái để này ra ngoài đã. Vậy thì bây giờ nếu mà có cái phần nội dung rất là nhiều. Bây giờ mình lại tiếp tục Ctrl C cái đoạn text này nhá. Và mình bấm vào T vào đây, kéo một điểm như này. Được ạ. Chọn các phông chữ. Đây là cái chữ thì mình đang làm mẫu nhé, còn các bạn làm thì phải copy cái nội dung nó đầy đủ vào đấy. Rồi, chúng ta lại làm sao nhỉ? Mình lại tiếp tục lấy cái nội dung khác. Riêng các bạn làm phải lấy một bài đầy đủ. Còn đây mình đang hướng dẫn các bạn trình bày. Vậy thì chỗ này chúng ta có cái nội dung này đúng không ạ? Thì cái việc này bây giờ cái hình này nó đang bị làm sao nhỉ? Đưa vào đây. Đây mình cho cái cô gái to một tí. Đó, to này. Rồi. Chỗ này chúng ta làm sao nhấn nhấn pen nó. Vẽ cái điểm này. Rồi ạ. Và mình chọn chế độ gì nhỉ? Chọn chế độ warp này. Đó. Thì auto nó đẩy và mình bỏ cái màu viền này đi. Đẩy nó xuống. Bây giờ chữ khuôn viên chùa đúng không? Ta có thể làm sao nhỉ? Typo cho nó. Đó. Chọn cái phông chữ vừa rồi ấy. Đây này chúng ta vừa mới làm cái phông chữ đấy thì chúng ta chọn chữ khuôn thường trang phục Nhật Bản đi. Đó. Ctrl A MTD. Chả nhớ bây giờ mình dùng cái phông nào nữa.
Hình như cái phông trên này. Rồi. Bây giờ nó đang hơi bị to. Hơi bị nhỏ. Chúng ta làm sao nhỉ? Còn vớt đây này. Cho to tướng nào. Như ta trình bày nó như thế này chứ các bạn trình bày đấy, nãy giờ mình trình bày nãy giờ mới được có làm sao. Mấy trang mà các bạn làm có một lúc rồi trình bày hết thì nhanh quá. Rồi ta trình bày nó như thế này. Đấy các bạn thấy không ạ? Cái gì đây? À cái đường A này. Bây giờ mình kéo nó sang đây. Nhấn phím A. Ta điều chỉnh nó như này. Rồi cả cụm này. Cả cụm mình đưa về. Và mình có thể nhấn Y ngắn vào đây. Đỏ. Đúng không? Đấy. Rồi thì chúng ta có thể trình bày nó như thế. Rồi tương tự cái phần này. Các bạn có thể để ở đây. Và thêm một vài cái chữ gì vào đây. Trong trường hợp chẳng hạn. Đây này. Chỉ cần như này thôi nó cũng xinh rồi này. Hoặc là chúng ta các bạn có thể thêm vài chữ gì đó, mình copy tiếp cái đoạn nội dung khác nhỉ. Kiến trúc chùa này, đúng nội dung luôn. Kéo thằng này vào đây ạ. Rồi. Đấy. Thì đấy là cái cách của chúng ta nhé. Đấy là cái cách của chúng ta trình bày. Nãy giờ mình trình bày được mấy trang rồi nhỉ? Mấy trang rồi. Thì các bạn có thể trình bày như này. Thì bây giờ mình xuất cái file ra này. File này. Export này. Chúng ta sẽ xuất ra PDF và để cho print cho net này. Ở đây mình xuất luôn trang đôi cho các bạn xem nhé. Xuất luôn trang đôi cho các bạn xem. Các bạn chờ một tí này. Đây chẳng hạn. Rồi, nó đây rồi. Nó chưa xong. Không pai chưa xong. Bây giờ tạm thời mình tắt cái này điện này. Cái chỗ này mình cần phải làm kỹ hơn, zoom to một chút này. Bây giờ mình vẽ nó chưa chuẩn. Trong lúc chờ nó xuất. Nhấn phím P đúng không ạ? Ta nhấn phím P. Vẽ này. Rồi, Ctrl Enter ta xóa này đi. Rồi. Lưu nó lại chắc ăn. Mình lưu PNG ấy. Lưu PNG lưu đè vào cái này này. Thì nó sẽ sàn auto ở trên cái trang kia của chúng ta. Rồi. Đang xếp 99%. Đó, xếp xong rồi. Vậy thì bây giờ mình tắt nó đi này. Mở cái này ra là các bạn sẽ thấy nó báo lỗi này. Các bạn sẽ thấy nó báo lỗi này. Đó. Mình ấn Ctrl Z cái gì ở đấy. Rồi. Các bạn sẽ thấy nó báo lỗi này. Cái báo chấm than này báo lỗi nhá. Vậy thì khi mà nó báo lỗi này có nghĩa là trên cái link này đang bị thay đổi này. Kích đúp vào đấy này. Đó, nó sẽ thay đổi. Và lưu cái file lại. Bây giờ kiểm tra ngoài desktop xem nào. Cái thành phẩm của chúng ta làm nãy giờ nào. Đây. Open with PDF chế độ Pro đọc xem cho nó nét. Đó, nãy giờ làm mới được có mấy trang mà mất 40 phút rồi đấy. Thì các bạn làm sao? Rồi, các bạn nhìn đó. Khá là đẹp. Sạch sẽ. Trang bìa đây. Đúng không ạ? Trang bìa. À, trang mục lục. Đó. Đó. Nhật Bản. Đúng không ạ? Đôi khi chỉ cần như này thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà không biết làm thì làm hơi lâu. Rồi, cái viền này ta cần phải bỏ viền đen đi này. Đó. Thì đấy cái cách mà chúng ta làm nhá. Cái cách mà chúng ta làm. Thì cái bài này thì chắc là mình sẽ tạm dừng tại đây thôi.
Bởi vì là nếu mà làm hết cả một bản nó khá là lâu, thì các bạn xem chắt lọc những cái nào các bạn thấy hay thì các bạn dùng nhá. Mình sẽ up lên YouTube thì các bạn xem. Rồi cảm ơn và chào các bạn.